Pháp môn niệm Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sinh bằng cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm hoặc duyên với lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, không để cho duyên với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt vân vân, mà chỉ đem cái tâm thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng sáng suốt an lạc, cảm ứng với nguyện lực của Đức A Di Đà, thấy mình sinh vào cõi nước Cực Lạc, thân mình ngồi trên tòa sen báu, nghe Phật và Bồ Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đỉnh. Lại nữa diệu nguyệt, nếu có chúng sinh nào chỉ thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sinh ấy không hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ pháp, sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật, nhưng chưa thể đắc tam minh lục thông, vô lượng đà la ni, vô lượng tam muội, nhớ đến